À, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một vấn đề hết sức là quan trọng trong việc trồng dâu tây, đó là làm sao chúng ta hạn chế tình trạng cây dâu tây chúng ta bị đen gốc thối rễ và nấm bệnh tấn công. Khi cây dâu tây chúng ta bị đen gốc thối rễ thì cái phần cuống lá sẽ bị đen và phần gốc sẽ bị thối nhũng. Còn cái tình trạng mà cây dâu tây chúng ta đang lớn bình thường thì nó bị héo và chết thì đa phần là do nấm bệnh tấn công. Thì nếu như cây dâu tây của bạn bị cái tình trạng này thì các bạn phải nhổ bỏ cây dâu tây đó và cách ly ra khỏi vườn vì nấm bệnh nó sẽ lây lan. Nguyên nhân của những bệnh này đa phần là do đất chúng ta gặp tình trạng là nó quá ẩm và kéo dài. Để khắc phục cái tình trạng đất quá ẩm kéo dài thì chúng ta có thể lót đáy chậu bằng cái đất nung xỉ than tổ ong hoặc là trấu. Mà mình thấy người ta có lót đáy chậu bằng trấu nữa các bạn. Ngoài ra trong đất trồng thì các bạn cần trộn thêm khoảng 30% cái đất nung xỉ than tổ ong hoặc là trấu. Đây là hai cái vịt viên đất nung. Thì viên đất nung thì nó có hai loại, một loại là hạt lớn và một loại là hạt nhỏ. Thì hạt lớn thì kích thước của nó khoảng 10-20 mm và hạt nhỏ thì kích thước của nó khoảng 5-10 mm. Nếu như các bạn trồng bằng xỉ than tổ ong thì các bạn sẽ đập cái cục than tổ ong đã đốt ra. Những cái hạt lớn mà đường kính nó khoảng 10-20 mm thì các bạn sẽ dùng để lót đáy chậu. Còn những cái hạt nào mà đường kính khoảng 5-10 mm đó, thì các bạn sẽ trộn vào đất. Thì còn những cái mảnh vụn thì các bạn đổ đi, chúng ta không có dùng. Mình sẽ lấy những cái viên đất nung lớn như thế này để lót cái chậu. Bây giờ thì mình sẽ trộn đất để trồng. Thì cái chậu này là con bò nó qua xử lý. Còn cái chậu này là con rượu quế. Và viên nén xơ dừa. Còn đây là cái viên đất nung hạt nhỏ. Vì mình dùng chậu nhỏ nên mình sẽ dùng viên đất nung hạt nhỏ để trồng. Thì con bò đã qua xử lý, viên nén xơ dừa và con đường quế thì cộng lại sẽ chiếm 2/3, và viên đất nung của chúng ta sẽ chiếm 1/3. Con bò đã qua xử lý, con đường quế, viên nén xơ dừa. Sau đó mình sẽ đổ viên nén nung vào trộn. Sau khi trộn xong thì các bạn sẽ tưới nước. Sau đó mình sẽ dùng một cái muỗng để tách cây con ra và trồng vào chậu. Mình sẽ nhẹ nhàng đưa cây con vào chậu.
Các bạn lưu ý là cái phần gốc của cây dâu tây các bạn trồng, các bạn không được lấp cái phần gốc của nó. Như các bạn thấy, cái gốc của nó vẫn nằm ở trên mặt đất nha các bạn. Cái gốc của nó vẫn nằm trên mặt đất. Chỉ có phần rễ là mình sẽ chôn xuống dưới đất mà thôi. Còn phần gốc của nó vẫn nằm trên mặt đất. Ngoài ra thì chúng ta sẽ không ấn định là bao nhiêu ngày sẽ tưới cây dâu tây một lần, và chỉ khi nào nhìn thấy cái lớp đất mặt trên nó bị khô thì chúng ta mới tưới.